có được phép hút thuốc không? Có vẻ như có một người đã đi ra ngoài để hút thuốc. Khi anh ấy quay lại, tôi hỏi, anh đã hút bao nhiêu điếu thuốc? Anh ấy nói, tôi không hút thuốc. Có người nhìn thấy người hút thuốc. Anh ấy nói, à, tôi đã hút một điếu. Quý vị thấy đấy, anh ấy nói không hút và sau đó nói rằng anh đã hút một điếu. Tôi hỏi, bây giờ anh còn bao nhiêu điếu? Anh ấy nói, ba. Vậy bảy điếu kia đi đâu? Anh ta nói, cái này tôi không biết. Tôi lấy cây gậy và đánh vào đầu anh ta một cái. Anh có biết cái này là cái gì không? Có đau không? Anh ấy nói, đau. Biết đau, vậy tại sao anh lại nói dối? Anh ta nói, cái này trong giới luật không có nói cấm hút thuốc. Quý vị đã học lục tạng chưa? Quý vị chắc chắn rằng nó không cấm hút thuốc sao? Hút thuốc được bao gồm trong giới cấm rượu. Anh ấy nói, ồ, tôi không biết. Người hút thuốc có mùi rất hôi. Không chỉ bên ngoài có mùi hôi, mà bên trong cơ thể cũng có mùi rất khó chịu. Bồ Tát và các thiện thần hộ pháp sẽ không muốn bảo vệ quý vị. Khi họ phát hiện quý vị có mùi khói thuốc, cho dù quý vị có bao nhiêu công đức và đức hạnh, họ cũng bỏ mặc quý vị. Và nhiều sự việc ngoài ý muốn sẽ xảy ra với quý vị. Đừng nói những người khác. Ở đây có một người lén lút hút thuốc nên gặp phải chuyện rất nguy hiểm. Chuyện này là do hút thuốc gây ra, nhưng bản thân anh ta vẫn không biết. Người thích hút thuốc sau khi chết sẽ xuống hỏa sơn địa ngục. Hỏa sơn địa ngục được chuẩn bị cho những người thích hút thuốc. Ai thích hút thuốc sẽ có cơ hội xuống đó. Nếu quý vị cai thuốc rồi, quý vị sẽ không đi đến đó nữa. Nếu không bỏ thuốc, tương lai quý vị sẽ có phần ở đó. Mọi người còn chưa hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề như thế nào nên cứ làm càn. Nếu hiểu rồi, đừng làm vậy nữa. Hút thuốc, vấn đề còn nghiêm trọng hơn uống rượu. Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không nói cấm hút thuốc mà chỉ nói cấm uống rượu? Bởi vì thời Đức Phật tại thế, không ai biết đến việc hút thuốc.